Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Này, tôi đang đứng ở đây là mặt tiền đường Võ Thị Sáu. Cái này thuộc thị trấn Đất Đỏ này nhá. Xã Long Mỹ à? Xã Long Mỹ thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đi nuôi lên trên kia tí là đến Phước Hội rồi là thị trấn Phước Hải đấy. Kia là trường Dương Bạch Mai đúng không? Trường Dương Bạch Mai. Đi ngược lại về đây là về thị trấn Đất Đỏ. 261 đúng không? Đánh biết rồi. Thì giới thiệu với quý vị ở đây là có một cái sân bóng à. Sân bóng đá mini, sân bóng đá gọi là cỏ nhân tạo đấy. Đấy, mặt tiền đường Võ Thị Sáu này luôn. Tức là tỉnh lộ 44A đấy. Thì diện tích của nó là 2.100m2. Trong đó có 400m đất ở. Chiều ngang được bao nhiêu nhỉ em? Hơn như là 30m á. Chiều ngang. Chiều ngang này rất là rộng. Phải hơn 30m ạ. Đây, bắt đầu chiều ngang là bắt đầu từ đây. Đây. Ngang đến đây. Cho đến đây cái chỗ chị đi xe đỏ kia. Đó, đến đấy. Đã xây từng bao hết rồi. Đấy. Đang bên trong này thì đang làm cái sân bóng đá, đang cho thuê. Đấy, ai mà đến đá bóng thì phải đặt. Đó, sân bóng đá mini ấy. Cỏ nhân tạo. 400m đất ở rồi. À, còn vườn cây ăn trái luôn. À. Sao có nhãn, xoài và sao dừa. À, có nhãn, có xoài, có dừa. Một vườn cây nhỏ đằng sau nữa. Sa kê luôn. Ui, nhựa ghê ha. Này có cây quả sa kê to trên này. Đó. Ồ, cây sa kê này to đấy. Dừa. À, trái dừa luôn này. Đây, hai cây à. Có cái trái dừa trên dừa sai quá trời luôn. Khế này. Khế xoài ở đây này. Đó. Vân vân. Đó. Rồi bên trong này có cây xanh các thứ này. Này kia. À, giá đang chào bán là 10 triệu một mét vuông. Tương đương với lại là 21 tỷ quý vị nhá. 21 tỷ. Cây xoài này to này. Quá mát luôn. Đây, đất của mình đến đây. Đó. Này, kéo dài đến tận này, cái trạm điện kia. Rồi. Thì sơ bộ với quý vị là cái này là cách biển chắc cây số nhỉ? Cách biển cây một cây số. Trường cấp 3 Dương Bạch Mai à? À rồi, gần ngay trường cấp 3 Dương Bạch Mai. Giá 21 tỷ cho 2.100m2 và có 400m đất ở. Đã có xây dựng cơ sở tầng rồi, tường bao các thứ rồi, sân vận động, sân là sân bóng đá rồi. Có vườn trái cây luôn nhỉ. Rồi. Thì quý vị nào cần mua ở đây thì alo cho tôi nhé. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau. Thích hợp vừa kinh doanh, vừa làm nghỉ dưỡng, làm nhà vườn vân vân. Nhà vườn có cả trồng cây. Rồi, ok. Có nguyên vườn cây sẵn luôn. Vườn cây anh cho sau là được ăn rồi hả? Đúng rồi. Cũng lớn tầm cây này hết rồi. To ha. Rồi. Đằng sau chắc không đi được đúng không? Thôi rồi mình đi về đi. Rồi. Quý vị hãy để lại những lời nhận xét và đăng ký kênh video của tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.